trong khuôn khổ chương trình viếng thăm giáo phận Vorona ngày 18 tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha đã đến đấu trường Vorona và chủ sự cuộc gặp gỡ đấu trường hòa bình, công lý và trong thời đại được đánh dấu bằng tốc độ và tính tức thời này. Đức Thánh Cha trả lời, chậm lại, một từ nghe có vẻ không phù hợp, nhưng trên thực tế, đó là một lời mời gọi chúng ta điều chỉnh lại những kỳ vọng và hành động của mình bằng cách áp dụng một tầm nhìn sâu hơn và rộng hơn nó liên quan đến việc thực hiện một cuộc cách mạng theo nghĩa thiên văn chuyển động của một thiên thể quay trở lại điểm xuất phát cuộc cách mạng cần hoàn thành là thừa nhận một lần nữa sự tồn tại của nhịp điệu và những giới hạn liên quan được khắc ghi trong con người của chúng ta hãy nhận biết và tôn trọng chúng một cách khôn ngoan thách thức to lớn mà chúng ta phải đối mặt là đi ngược dòng chảy để tái khám phá và bảo tồn những nhịp điệu tự nhiên này để làm được điều này điều quan trọng là phải xây dựng những bối cảnh trong đó chúng ta có thể trải nghiệm tất cả những điều này tức là các mối quan hệ và nơi chốn và chúng ta không cần phải phát minh ra mọi thứ từ đầu nhưng ngược lại ở nhiều nền văn hóa khác chúng ta có thể tìm thấy những kho tàng trí tuệ và kinh nghiệm mà chúng ta có thể rút ra tiếp đến là chủ đề hòa bình được trải nghiệm hòa bình đích thực đến từ việc lắng nghe người dân lắng nghe cộng đồng với tất cả những khác biệt và xung đột đang tồn tại nhưng chúng ta gặp khó khăn rất nhiều về điểm này làm thế nào chúng ta có thể học cách trải nghiệm xung đột một cách lành mạnh và mang tính xây dựng đức thánh cha trả lời chúng ta thường bị cám dỗ nghĩ rằng giải pháp để thoát khỏi những xung đột và căng thẳng là loại bỏ chúng có nghĩa là phớt lờ chúng giấu chúng gạt chúng ra ngoài lề khi làm như vậy tôi cắt bỏ thực tế của một phần không thoải mái nhưng cũng quan trọng chúng ta biết rằng kết quả cuối cùng của cách trải nghiệm xung đột này là làm tăng thêm những bất công và tạo ra những phản ứng khó chịu và thất vọng điều này cũng có thể chuyển thành những cử chỉ bạo lực một phản ứng ngắn hạn khác là cố gắng giải quyết căng thẳng bằng cách làm cho một trong các cực của cuộc chơi được chiếm ưu thế và giảm tính đa dạng của các quan điểm xuống còn một quan điểm duy nhất một lần nữa đó lại là ngõ cụt người ta tìm kiếm sự đồng nhất thay vì thống nhất có nỗi sợ hãi vô cớ về tính đa nguyên bước đầu tiên để giải quyết những căng thẳng và xung đột một cách lành mạnh đó là nhận ra rằng chúng là một phần của cuộc sống chúng ta vì vậy đừng sợ nó đừng sợ nếu có những ý tưởng khác nhau so sánh và có thể xung đột trong những tình huống này chúng ta được kêu gọi thực hiện một bài tập khác hãy để bản thân được thử thách bởi xung đột hãy để mình bị kích động bởi những căng thẳng hãy bắt đầu tìm kiếm tìm kiếm thứ tự ưu tiên không có nghĩa là hủy bỏ một trong các cực mà là nhìn chúng trong tổng thể và nắm bắt được sức nặng khác nhau của chúng hãy tìm kiếm lý do mỗi bên trong của một cuộc xung đột những lý do mới nổi và nếu có thể cả những lý do được giấu kín những lý do mà bạn không hoàn toàn nhận thức được điều này có thể thực hiện được thông qua đối thoại được tạo thành từ việc chăm chú lắng nghe bằng sự im lặng để cho những gì được trải nghiệm trưởng thành bằng những lời lẽ sâu sắc cũng cần phải phát triển sự tôn trọng và tín nhiệm dành cho người khác những xung đột xã hội thực sự bao gồm cả những xung đột về văn hóa được giải quyết bằng đối thoại nhưng trước hết là tôn trọng căn tính của người khác và đối thoại và tôn trọng có thể trưởng thành khi bạn bắt đầu làm điều gì đó cùng nhau khi bạn nắm tay nhau ngay cả trước khi có những suy nghĩ câu hỏi cuối cùng về chủ đề hòa bình được tổ chức nếu bạn muốn hòa bình bạn phải chuẩn bị các thể chế hòa bình tuy nhiên không chỉ các tổ chức chính trị. Để xây dựng một xã hội nên một như vậy, chúng ta cần các tổ chức giáo dục, kinh tế và xã hội. Câu hỏi được đặt ra là loại lãnh đạo nào có thể thực hiện nhiệm vụ này? Đức thánh cha trả lời: nền văn hóa mang dấu ấn chủ nghĩa cá nhân mạnh mẽ luôn có nguy cơ làm biến mất chiều kích cộng đồng, biến mất những mối liên kết quan trọng hỗ trợ chúng ta và giúp chúng ta tiến bộ và tất yếu nó cũng gây ra những hậu quả về cách hiểu quyền lực nếu ý tưởng của chúng ta về người lãnh đạo là ý tưởng về một người cô độc ở trên những người khác được kêu gọi quyết định và hành động thay mặt họ và có lợi cho họ thì chúng ta đang áp dụng một tầm nhìn bị làm cho nghèo nàn và đang làm cho nghèo nàn cuối cùng làm cạn kiệt năng lượng sáng tạo của những người làm lãnh đạo và làm cho toàn bộ cộng đồng và xã hội trở nên vô sinh người ban tù nói Tôi tồn tại vì chúng tôi tồn tại. Ở đây nhấn mạnh vào sự gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng. Không ai tồn tại mà không có người khác. Không ai có thể làm mọi việc một mình. Vì vậy, chính quyền mà chúng ta cần là chính quyền mà trước hết có thể nhận ra điểm mạnh và hạn chế của mình, từ đó hiểu được mình cần tìm đến ai để được giúp đỡ và cộng tác để xây dựng các tiến trình hòa bình vững chắc chính quyền cần biết đề cao những gì tốt đẹp nơi mỗi người biết tin tưởng và nhờ đó giúp người dân cảm thấy có khả năng đóng góp đáng kể loại quyền lực này khuyến khích sự tham gia điều này thường được thừa nhận là chưa đủ cả về số lượng và chất lượng một thách thức lớn ngày nay là đánh thức lại niềm đam mê tham gia của giới trẻ chúng ta cần đầu tư vào giới trẻ vào việc đào tạo họ để truyền tải thông điệp rằng con đường dẫn đến tương lai không thể chỉ thông qua sự dấn thân của một cá nhân nhưng thông qua hành động của một dân tộc trong đó mọi người đều thực hiện phần việc của mình mỗi người tùy theo nhiệm vụ và khả năng riêng của mình